Cùng với các mặt hàng xăng dầu, giá mặt hàng ga cũng tăng mạnh vào đầu tháng 2. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, giá ga tăng từ 62.000 đến 63.000 đồng một bình 12 kg, tăng 236.000 đồng một bình 45 kg, tăng 262.500 đồng một bình 50 kg. Hiện nay, giá ga bán lẻ có giá dao động từ 460.000 đến 510.000 đồng một bình 12 kg, tùy từng thương hiệu ga. Theo các đại lý cho biết, giá giao dịch ga trên thị trường thế giới đang tăng rất cao, nên các đơn vị kinh doanh ga trong nước phải điều chỉnh tăng giá ga bán lẻ. Là một trong những mặt hàng thiết yếu trong đời sống sinh hoạt của người dân, việc giá ga tăng mạnh đã tạo thêm một gánh nặng không nhỏ đối với người tiêu dùng, nhất là những hộ có thu nhập thấp.